Vậy là tuần thi đấu thứ 6 của Warriors LA2 đã kết thúc. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những diễn biến và kết quả của tuần thi đấu vừa rồi nhé. Cặp thi đấu đầu tiên của ngày 1 là màn đối đầu giữa Cerberus Esports và Dinh Đông Gaming. Ở ván 1, JDG lăn quả cầu tuyết rất chuẩn chỉ, sự chống trả của Cerberus Esports dường như là bất lực hoàn toàn. Dinh Đông Gaming dẫn trước với tỷ số 1-0. Ở ván thi đấu thứ 2, Dinh Đông Gaming đã phạm phải sai lầm khi để Chitana trong Kenza có được nhiều mạng hạ gục. Tay súng Yodo bắn nát đội hình Dinh Đông Gaming, đem về chiến thắng cho Cerberus Esports. Ở ván đấu quyết định, nỗ lực đầu ván của Cerberus Esports là không đủ trước một Dinh Đông Gaming thi đấu bình tĩnh và chắc chắn hơn. Họ đè bẹp đối thủ và giành chiến thắng 2-1. Cặp thi đấu tiếp theo là cuộc đối đầu giữa Keepbet Gaming và Phenno. Với sức mạnh và kinh nghiệm của nhà vua Warriors LA mùa 1, Keepbet Gaming dễ dàng hạ gục Phenno với chiến thắng 2-0. Cặp trận thi đấu cuối cùng của ngày 1 là trận đấu giữa G2 Blacklist và Thundertalk Gaming. Ở ván thi đấu đầu tiên, Aatrox của X-Bai hóa thần khi chặt nát từng thành viên của G2 Blacklist, đem về chiến thắng 1-0 cho Thundertalk Gaming. Ở ván 2, không chỉ là X-Bai mà là 5 thành viên của Thundertalk Gaming đều hóa siêu Saiya, họ thi đấu trên cơ đối phương và giành chiến thắng 2-0 dễ dàng. Trận thi đấu đầu tiên của ngày 2 là đặt cuộc đối đầu giữa KT Rotowire và Now Esports. Sau bao ngày nhận những trận thua đầy cay đắng, Du và các đồng đội đã kịp sốc lại tinh thần, giành chiến thắng 2-0 trước Now Esports đầy thuyết phục. Qua đó, nắm chắc chiếc vé vào vòng playoff. Tiếp theo là trận đấu giữa Trey Esports và Xbox Gaming. Ở ván đầu tiên, cả hai team đều cống hiến cho người xem bằng những combat mãn nhãn. Xbox Gaming là đội thể hiện vào cuối trận khi họ sở hữu hai bộ lợi Baron và rồng ngàn tuổi. Họ lấy đi nhà chính của đối thủ và dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ. Thừa thắng xông lên, Xbox Gaming thi đấu lấn lướt và trên cơ đối thủ, qua đó giành chiến thắng 2-0. Trận đấu cuối cùng của ngày 2 là trận đấu giữa Weibo Gaming và Nova Esports. Ở ván thi đấu đầu tiên, hai team thi đấu cực kỳ chậm rãi khi phút thứ 15 mới có chiến công đầu. Sang thứ 18, pha combat rồng tại hàng của Weibo Gaming khiến cho Nova làm chủ ván đấu, dẫn trước với tỷ số 1-0. Ở ván thi đấu thứ 2, con bài Evelyn của Fen đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi Weibo Gaming liên tục có những mạng hạ gục, lợi thế quá lớn khiến cho Nova càng đánh càng lỗ và Weibo Gaming thành công gỡ hòa một đều. Ở ván cuối cùng, cũng là ván đấu đầy căng thẳng khi cả hai team đều ngang tài ngang sức, nhưng Weibo Gaming thể hiện khả năng kiểm soát mục tiêu đỉnh cao, họ sở hữu được 3 linh hồn rồng và 2 mục tiêu lớn. Họ đè bẹp nhà vua Icon và giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc. Cặp trận thi đấu đầu tiên của ngày 3 là cuộc so tài giữa hai đội tuyển là Phenno và FunPlus Felix. Phenno đã cho khán giả thấy sự nỗ lực của mình khi dẫn trước FunPlus ở ván đầu tiên, nhưng họ cần cố gắng hơn nếu muốn giành lấy chiến thắng trước đại diện đến từ Trung Quốc. FunPlus nhanh chóng trở lại cuộc chơi, gỡ hòa và giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Cặp trận thi đấu tiếp theo là cuộc so tài giữa Keepbet Gaming và Woohoo Gaming. Ở ván đầu tiên, nhận thấy đối phương mắc nhiều sai lầm, Woohoo Gaming nhanh chóng khai thác và đè bẹp đối thủ, giành chiến thắng 1-0 trước Keepbet Gaming. Ở ván thứ 2, Woohoo Gaming thi đấu lấn lướt và trên cơ đối thủ cho đến phút 15, một pha combat thiếu người đầy tai hại khiến họ mất cả ván đấu. Keepbet Gaming nhanh chóng gỡ hòa một đều. Ở ván cuối cùng, Woohoo Gaming lăn quả cầu tuyết chuẩn chỉ và đè bẹp đối thủ, qua đó giành chiến thắng 2-1. Cặp trận thi đấu cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Dinh Đông Gaming và Oh My God. Dinh Đông Gaming trong cả hai ván luôn là đội thi đấu tốt hơn đối thủ, họ dễ dàng đè bẹp và giành chiến thắng 2-0. Trận đấu mở màn ngày 4 là cuộc so tài giữa Cerberus Esports và Buriam United. Đây là một cơ hội ngàn vàng khi Cerberus chỉ cần một chiến thắng nữa là họ sẽ chắc suất vào vòng playoff. Ở ván thi đấu đầu tiên, Buriam United phải chịu khuất phục trước hai họng súng của Kenza và BMM. Khi Sivir và Zeri trong hai người gây lượng sát thương khủng khiếp, Cerberus dễ dàng dẫn trước đối thủ 1-0. Ở ván thứ hai, những pha đi ganh của Cerberus tỏ ra không hiệu quả. Khi Buriam United luôn là đội phải ganh tốt hơn, cộng thêm việc họ có những pha di chuyển sai lầm, Buriam nhanh chóng nắm bắt lợi thế và gỡ hòa một đều. Ở ván đấu quyết định, vẫn là xạ thủ Kenza lên tiếng với vị tướng Sivir cùng lượng sát thương cực kỳ chất lượng. Buriam United ngậm ngùi nhìn Cerberus tiến tới vòng playoff với chiến thắng 2-1. Cặp trận thi đấu tiếp theo là cuộc chiến giữa Now Esports và Weibo Gaming. Ở ván thi đấu đầu tiên, cả hai cọ sát nhau với nhiều pha đi ganh và combat liên tục. Ván đấu được định đoạt ở phút thứ 23 khi Now có được bùa lợi Baron và đẩy thẳng đến nhà chính của đối phương, giành chiến thắng 1-0. Ở ván đấu thứ hai, Weibo Gaming là đội thi đấu trên cơ đối thủ, họ dứt điểm trận đấu ở phút thứ 15 và gỡ hòa một đều. Ở ván đấu quyết định,
Weibo Gaming thi đấu chuẩn chỉ và kiểm soát tốt các mục tiêu lớn. Họ lật ngược trận đấu với tỷ số 2-1 chung cuộc. Trận đấu tiếp theo là màn so tài giữa Thundertop Gaming và J-Team để bảo vệ ngôi đầu bảng của mình. Thundertop đã thi đấu chắc chắn và không phạm nhiều sai lầm. Ở ván thi đấu thứ nhất, Thundertop đã thể hiện đẳng cấp của mình khi dẫn trước đối thủ tới tận 27 bảng hạ gục, kèm hơn 20.000 tiền chênh lệch. Dù J-Team đã kịp gỡ hòa ở ván 2, nhưng đó vẫn chưa đủ để hạ gục gã khổng lồ đầu bảng khu vực Trung Quốc. Thundertop đứng trên ngôi đầu bảng với chiến thắng 2-1 trước J-Team. Ở trận đấu cuối cùng của ngày 4 là cuộc so tài giữa Edward Gaming và Nova Esports. Khi mà Thundertop, Trey Esports và Keepback Gaming gọi, thì Nova cũng trả lời với trận thua 2-0 đầy chống vánh trước Edward Gaming, kẻ tiêu diệt các ông lớn trong Warriors LA. Trận thi đấu mở màn của ngày 5 là cuộc đối đầu giữa Team Flash và Invest Esports. Đối đầu với một đối thủ được đánh giá là nhẹ cân, Team Flash thi đấu trên cơ và áp đảo đối phương, giành chiến thắng 2-0 đầy quý giá. Trận thi đấu tiếp theo là cuộc so tài giữa Rotowire và Woohoo Gaming. Mặc dù có nhiều pha thi đấu sai lầm khiến cho đối thủ có cơ hội gỡ hòa một đều và bị dẫn trước ở ván 3, Rotowire đã cho khán giả thấy khả năng cực tốt của người Hàn khi trừng phạt sai lầm của đối thủ, mang về chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Trận thi đấu cuối cùng của tuần 4 là trận chiến giữa Keepback Gaming và Oh My God, một cặp thi đấu cực kỳ dài hơi, đòi hỏi kỹ năng và thể lực của cả hai đội. Khi ván đấu thứ hai kéo dài đến phút thứ 36, với việc được thi đấu ở thể thức BO7 đã giúp Keepback Gaming có thể lực tốt và thi đấu vượt trội, Keepback Gaming hạ gục Oh My God với tỷ số 2-1. Vậy là tuần thi đấu thứ 6 đã kết thúc, hãy cùng chờ đón màn trình diễn của các đội tuyển ở tuần thi đấu tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.